cho các bạn. Ở video kỳ trước tôi đã giới thiệu cho các bạn biết về trí tuệ nhân tạo là gì rồi, và tôi thấy rất là nhiều các bạn để lại comment phía dưới hỏi tôi rằng machine learning là gì. Vậy thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu thế nào là machine learning một cách dễ hiểu nhất nha. Còn bạn nào mà chưa xem video trước của tôi về trí tuệ nhân tạo là gì á, thì có thể bấm vào đường link bên trên này để mà có lại video trước của tôi nha. Rồi, ok, không đợi lâu nữa, intro let. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi theo đúng gọi là sách giáo khoa luôn. Tôi sẽ nói định nghĩa khái niệm về machine learning là gì nha. Thì cái này nó sẽ hơi khó hiểu, rất là trừu tượng luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm, qua video hôm nay về machine learning chỉ 10 phút thôi, tôi đảm bảo các bạn có thể hiểu được kỹ được là machine learning là gì. Ok, bắt đầu nha. Đầu tiên các bạn hãy xem qua bức hình ở dưới đây nha. Như vậy á, các bạn sẽ thấy á, AI là một khái niệm tổng thể to lớn, còn machine learning á, đó là một phần của AI. Và còn deep learning á, thì nó sẽ là một phần của machine learning. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ chỉ tập trung nói về phần machine learning thôi nha. Vậy machine learning là gì? Machine learning là một tập con của AI. Nó cho phép máy tính hành động và đưa ra các quyết định dựa trên các dữ liệu để giải quyết một vấn đề cụ thể. Các chương trình này là các thuật toán được thiết kế theo cách mà chúng có thể tự học hỏi và phát triển theo thời gian khi tiếp xúc với dữ liệu mới. Machine learning là máy tính sẽ tự học và cải thiện sự chính xác nhanh hơn về nhiệm vụ cụ thể mà nó đang làm dựa trên số lần mà nó hoàn thành nhiệm vụ. Hay nói cách khác là machine learning sẽ sử dụng thuật toán để phân tích những dữ liệu có sẵn, học hỏi từ đó và sau đó đưa ra những quyết định. Đó, vừa rồi là tôi vừa mới đưa ra cái khái niệm định nghĩa của machine learning. Bạn nào á mà vừa rồi nghe xong cái khái niệm theo sách giáo khoa á mà hiểu á. Thì comment phía dưới nha để gọi là bái phục. Đấy. Còn bạn nào mà vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu gì hết thì cứ yên tâm. Tiếp theo sau đây tôi sẽ đi đến phần ví dụ. Đây tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ cực kỳ cụ thể để các bạn có thể hình dung ra được machine learning là gì. Mà sau khi hiểu xong á thì nhớ comment subscribe. Cảm ơn tôi nha. Ok, bắt đầu. Rồi, tôi sẽ lấy một cái ví dụ gần gũi với chúng ta nha. Đó chính là thanh công cụ Google Search. Khi mà các bạn search một cái từ khóa á, máy tính sẽ cho ta kết quả tìm kiếm bao gồm các website chứa nội dung liên quan đến cái từ khóa mà ta vừa mới search á. Nếu ta bấm vào một đường link, sau đó ta được chuyển đến một cái trang web á, mà thời gian ta ở lại cái trang web đó coi các cái nội dung ở trên trang web đó từ 3 phút trở lên á, thì con bot của Google sẽ đánh giá nội dung của website đó là tốt và tương thích với từ khóa mà chúng ta vừa mới tìm kiếm á. Từ đó sẽ tăng cái thứ hạng của website đó trên thanh công cụ tìm kiếm của Google. Và ngược lại, những website mà có thời gian giữ chân của người dùng thấp á, thì sẽ bị con AI của Google đánh giá xấu và cho tụt hạng trên kết quả tìm kiếm của Google. Ví dụ trên là một case study cụ thể về khả năng học máy của trí tuệ nhân tạo mà do Google thực hiện. Nó sẽ tương tự như chúng ta sau khi hoặc thành công nhiều lần á, và sẽ bắt đầu rút kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn vấn đề đó cho những lần tiếp theo. Rồi, hay không? Thấy hay thì subscribe cho tôi. Bởi vì subscribe càng nhiều á thì Google sẽ đánh giá chất lượng video, nội dung video của tôi á hay thì sẽ cho lên top. Đó, nếu mà lên top rồi á thì sau này nhiều người mới mà muốn tìm hiểu về AI á chỉ cần search Google là đảm bảo ra kênh của tôi, kênh YouTube về tự học trí tuệ nhân tạo. Oh my god! Wow! Đó, vì vậy nhanh subscribe kênh của tôi nhiều vào nhanh nha. Rồi, một trong những cái ứng dụng thực tế nữa là ở trong cái smart traffic, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ điều khiển lưu lượng xe lưu thông cũng như là hỗ trợ điều tiết cái lượng khí thải của xe thông qua dữ liệu hình ảnh được chiết xuất từ các camera giao thông. Hệ thống trí tuệ nhân tạo smart traffic sẽ thực hiện các thuật toán máy học hay còn gọi là machine learning để biết khi nào lưu lượng người tham gia giao thông sẽ nhiều và sẽ tự động điều chỉnh thời gian sao cho cái đèn xanh nhiều hơn và giảm cái lượng thời gian đèn đỏ xuống. Ở đây mình xin giải thích một tí ở phần này nha. Thì sẽ có rất là nhiều bạn sẽ bị nhầm lẫn vào phần tự động hóa. Tự động hóa là con người sẽ cài đặt cho máy tự động thay đổi tín hiệu đèn vào thời gian được thiết lập sẵn. Máy sẽ không có khả năng tự thay đổi thời gian, thay đổi đèn tín hiệu. Còn ở phần machine learning á, là trí tuệ nhân tạo sẽ có khả năng tự học hỏi và rút kinh nghiệm.
tự cải thiện dựa trên các trường hợp khác nhau mà thay đổi tín hiệu của đèn giao thông. Ví dụ như là khi trời mưa nè, đèn đỏ sẽ kéo dài hơn, nhưng nếu mà trời mưa kèm theo kẹt xe thì sẽ thay đổi thành đèn xanh nhiều hơn. Rồi, vừa rồi tôi đã giải thích rất là cụ thể về phần machine learning cũng như nêu ra các cái ví dụ rất là chi tiết về phần machine learning. Bạn nào mà hiểu rồi á thì subscribe comment phía dưới cho tôi để tôi biết nha. Còn bạn nào mà vẫn thấy đang lùng bùng lỗ tai á thì lát nữa mở lại video của tôi coi lại lần nữa nha. Đó, thì vừa rồi tôi đã giải thích rất là kỹ về machine learning rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đào sâu thêm một tí nữa về machine learning nha. No God! No God, please no. 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 Thì ở phía trong machine learning á sẽ được chia ra làm hai loại nhỏ. Đó chính là học có giám sát và học không giám sát. Học có giám sát hay còn được gọi là supervised learning là sẽ nhận các training set, là còn được gọi là các cặp giả thuyết và kết quả. Sau đó các cặp supervised learning này sẽ được training và có thể đưa ra các cái output dựa vào các cái dữ liệu mà ta đã training cho nó. Các bạn thấy hiểu đơn giản thôi, thì giống như chúng ta đang đi học nè, giáo viên sẽ cho ta lời giải và cho ta biết đáp án, thì ta sẽ giải theo những cái lời giải đó và ra được cái đáp án dựa trên những cái đáp án mà giáo viên đã cho trước á. Đó, vừa rồi là tôi đã nói về cái định nghĩa của việc học qua giám sát. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn nha. Thấy khó không? Bước chân vào con đường AI này kinh khủng lắm các bạn. Bởi vậy tôi biết nó khó nên mới có cái kênh YouTube này ra. Thấy thương không? Thương thì mau like với lại subscribe đi, còn đợi gì nữa. Ok, tôi sẽ lấy một cái ví dụ về phần giao thông luôn, giống phía trên cho các bạn để các bạn dễ hình dung nha. Đầu tiên tôi sẽ cho các bạn 3 phần 3 cái dữ liệu. Thứ nhất là xe máy, thứ hai là xe hơi, thứ ba là xe tải. Và các bạn sẽ cần biết cái kết quả. Thì cái kết quả của tụi mình á sẽ là xe máy đi làn số 1, xe hơi đi làn số 2 và xe tải đi làn số 3. Đó, thì tôi đã cho các bạn dữ liệu nè và kết quả. Thì cái việc của cái việc máy học và giám sát á, thì các máy sẽ tìm cách để giải ra cái phần đó, làm sao mà đưa đúng cái dữ liệu đó về cái kết quả đó nha. Rồi, thì bạn nào mà muốn biết về cái phần mà học có giám sát là làm thế nào để cho máy nó giải được cái phần đó thì theo dõi kênh của tôi. Tôi sẽ ra một cái bài giải chi tiết cho các bạn trong một video tiếp theo nha. Nice. Ok, tiếp sau đây sẽ đến là phần cuối cùng của chúng ta. Học không có giám sát, yên tâm phần này không khó đâu. Phần cuối là không khó đâu, cố lên. Học không giám sát đó là ta sẽ cho máy tính các cái dữ liệu cũng như là hướng giải, nhưng mà ta không cho nó sẵn kết quả thì máy tính sẽ tự giải và sẽ tự ra được một cái rất là nhiều các cái kết quả khác nhau. What the hell? Thật sự phần này nó rất là mơ hồ luôn, ngay cả đối với tôi thì tôi cũng mới học thôi, nó rất là khó. Tại vì phần này nó sẽ đi vào rất là sâu của phần machine learning, nó gần tới phần học về deep learning luôn các bạn. Thì nói chung ở phần này tôi cũng chỉ có thể tóm gọn lại là ở phần học qua giám sát và học không có giám sát, thì học có giám sát nó sẽ đưa ra những cái kết quả mà ta có thể biết trước được. Còn nếu mà học không giám sát thì nó sẽ đưa ra những cái kết quả rất là rộng, và sẽ ta sẽ sử dụng học có giám sát hoặc không có giám sát tùy vào những trường hợp cụ thể mà ta muốn sử dụng nó. Vừa rồi là tôi đã dùng hết 100% công lực của mình. Để giải thích cho các bạn hiểu thế nào là machine learning rồi đó. Các bạn đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì comment phía dưới giúp tôi nha. Còn ai mà chưa hiểu á thì replay lại video coi đêm về nằm suy nghĩ. Đó, còn bạn nào mà đã có cách nào mà giải thích có thể dễ hiểu hơn về machine learning á thì có thể giúp tôi comment phía dưới để cho mọi người cùng nhau học hỏi hiểu kỹ hơn về phần này nha. Ok, video hôm nay đến đây thôi, dài quá rồi. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo của tôi nha. À, khoan, chưa kêu gọi. Thì như lần trước á, tôi cũng có nói là tôi đang xây dựng một cái cộng đồng Facebook về trí tuệ nhân tạo á. Bạn nào mà muốn tìm hiểu nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo thì có thể join cái group Facebook đó của tôi. Thì cái đường link của Facebook á, tôi sẽ để ở phía dưới phần mô tả nha. Nhớ tham gia vào cái group Facebook đó để có thể tìm hiểu nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo nha. Ok,
nhớ subscribe nữa. Rồi, tạm biệt các bạn.